Mast Mobile hân hạnh đồng hành cùng video này. Sửa chữa iPhone, điện thoại chuyên nghiệp giá rẻ, thời gian nhanh. Hãy đến Mast Mobile. Xin chào anh em đã quay trở lại với X Studio. Và vẫn như thường lệ thì ngày hôm nay X Studio sẽ mang đến cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, ý tưởng iPhone 12 Pro Max có nốt ruồi như Galaxy S11. iPhone 12 sẽ là thế hệ điện thoại được Apple ra mắt vào cuối năm sau, nhưng hiện tại đã có rất nhiều thông tin xoay quanh các sản phẩm thế hệ tiếp theo này. Và thú vị nhất là không ít các ý tưởng độc đáo được các nhà thiết kế đưa ra về hình dung về iPhone 12 sẽ như thế nào. Như trong một concept mới nhất vừa được đăng tải bởi các nhà thiết kế tại kênh YouTube The Configuration cho rằng tai thỏ đã được Apple sử dụng trên 3 thế hệ iPhone. Nên smartphone năm 2020 của hãng này sẽ chuyển sang kiểu đục lỗ, tương tự như Galaxy Note 10. Bản concept của Tech Configuration đã trình bày về phiên bản iPhone 12 cao cấp nhất, tức mẫu iPhone 12 Pro Max. Nhờ công nghệ OLED được cải tiến, mà máy sẽ được trang bị màn hình rộng hơn, tầm 6,7 inch, hỗ trợ cảm biến vân tay dưới màn hình. Cấu hình phần cứng iPhone 12 Pro Max được sử dụng là con chip A14 5 nanomet và dung lượng RAM từ 6GB, tích hợp modem 5G. Phía sau lưng máy là cụm 4 camera với camera chính là 12 megapixel, ống kính tele cùng 12 megapixel hỗ trợ zoom quang 3x, ống siêu rộng 12 chấm và cảm biến time of flight đo độ sâu trường ảnh. Pin của iPhone 12 Pro Max cũng được cho là thấp nhất là từ 4000 mAh. Có lẽ là việc chuyển sang màn hình đục lỗ sẽ khiến cho iPhone 12 Pro Max phải loại bỏ cụm cảm biến True Depth phục vụ tính năng Face ID và thay bằng vân tay Touch ID trong màn hình. Hoặc tốt hơn là Apple đã tìm ra cách giấu cụm cảm biến True Depth dưới màn hình, giống như cách mà Oppo đang làm để giấu camera selfie dưới tấm nền mà công ty vừa công bố. Chuyển sang thông tin thứ hai của ngày hôm nay, ảnh chính thức Galaxy Note 10 Lite lộ diện. Như đã biết thì Samsung đã ra mắt chính thức Galaxy Note 10 và Note 10 cộng hồi tháng 8 năm nay. Tuy nhiên, công ty Hàn Quốc chưa muốn dừng lại ở đó và vẫn còn một phiên bản Note 10 nữa đang chuẩn bị được ra mắt. Chiếc smartphone này thì được xác nhận chính thức có tên là Galaxy Note 10 Lite, tức là một phiên bản rút gọn với giá bán rẻ hơn cùng một vài thay đổi về thiết kế so với phiên bản cao cấp hơn. Trong một động thái mới nhất thì thiết kế chính thức của Galaxy Note 10 Lite đã được tiết lộ. Theo trang WinFuture thì Galaxy Note 10 Lite sẽ vẫn có màn hình đục lỗ như hai người anh của mình, với camera selfie nằm ở chính giữa, nhưng màn hình chỉ là tấm nền phẳng thay vì cong. Trong khi đó thì cụm 3 camera sau lưng máy lại có thiết kế hình chữ nhật thay vì nằm dọc giống như Note 10 và mang cảm giác giống với iPhone 11 hay là Google Pixel 4. Nhiều khả năng thì thông số camera của Note 10 Lite cũng giống với Note 10, với camera chính là 12 megapixel kết hợp camera tele 12 megapixel và camera siêu rộng 12 megapixel. Galaxy Note 10 Lite sẽ có 3 tùy chọn màu sắc là đen, đỏ và Guardian, đi kèm với bút S Pen cùng màu với máy. Giá bán của Galaxy Note 10 Lite được dự kiến sẽ rẻ hơn nhiều so với Note 10, mà có thể khoảng 400 đến 500 đô la. Khi ra mắt thì chiếc Note 10 Lite hứa hẹn sẽ là đối thủ của iPhone 9 được Apple ra mắt vào đầu năm sau. Và thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, Huawei P40 tiếp tục bị Google cấm cửa. Ông Richard Yu, người đứng đầu mảng tiêu dùng của Huawei, gần đây đã tiết lộ lịch ra mắt chính thức của bộ đôi flagship tiếp theo thuộc dòng P Series là P40 và P40 Pro sẽ được công bố tại Paris vào cuối tháng 3 năm sau. Bộ đôi điện thoại cao cấp mới của Huawei sẽ tiếp nối Mate 30 với việc được cài sẵn hệ điều hành Android 10 cùng giao diện MIUI 10 độc quyền, cũng như là không có các dịch vụ của Google. Để thay thế cho các dịch vụ Google, Huawei sẽ tiếp tục sử dụng bộ dịch vụ riêng Huawei Mobile Service. Tiếp nối thành công của P30 thì dòng P40 tiếp tục được Huawei tập trung vào camera và thời lượng pin. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là P40 sẽ không được sử dụng con chip Kirin 1020 mà Huawei hé lộ gần đây, mà sẽ vẫn là Kirin 990 5G vốn đã xuất hiện trên Mate 30 Pro. Trong khi đó thì con chip Kirin 1020 sẽ được sử dụng cùng với Mate 40 vào cuối năm sau. Huawei rất tự tin vào việc dù không có bộ dịch vụ Google, nhưng họ vẫn có thể phân phối đàng hoàng dòng P40 thông qua các kênh phân phối lớn như các nhà mạng hay là hệ thống bán lẻ. Khi được hỏi về tiềm năng của Harmony OS, hệ điều hành riêng của Huawei nhằm thay thế cho Android, công ty Trung Quốc vẫn tỏ thái độ rất dè dặt và vẫn tái cam kết sử dụng Android trong thời gian lâu dài nhất có thể trên di động. Còn Harmony OS sẽ chỉ sử dụng hạn chế trên các thiết bị IoT thuộc hệ sinh thái của công ty như là TV, loa thông minh hay smartwatch v.v. Và như vậy vừa rồi cũng là tất cả những thông tin mà X Studio muốn gửi đến cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là bấm like và subscribe để ủng hộ cho X Studio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.